là mọi người thì trong video này là mình sẽ giải thích là việc biến Notion thành website như thế nào. Tức là bạn sẽ uh, chỉnh sửa website của bạn trên Notion. Ví dụ ở đây là mình có một cái template Notion này. Ví dụ mình sửa, mình thêm bài viết trong này và mình viết bài trong này luôn. Đó mình mình có danh sách bài viết, sau đó vào chi tiết bài viết, mình viết bài trong này. Đó mình gõ mình sửa trong này luôn. Đó. Thì tự động website của bạn sẽ được update qua bên này. Như bạn thấy là đây là trên Notion Còn đây là cái website mình có một cái tên miền riêng của mình luôn Là niviki.com Sau đó thì nó sẽ y chang lại với phần Notion Nhưng mà nó là phù hợp hơn Nó là một website Thì về phần bố cục á Nó sẽ lấy lại từ Notion Tuy nhiên là phần design thì nó sẽ có chỉnh sửa một chút Để cho phù hợp với uh, website hơn Ví dụ như là vào một chi tiết bài viết đi Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm một số cái như là uh, table content hoặc là ở trên đó, thì sẽ có cái uh, dark mode này uh, hoặc là nó sẽ có những cái header dưới thì sẽ có footer vân vân. Thì sau khi khóa học này này á, thì bạn sẽ uh, biết cách chuyển một cái template này thành một cái uh, website cho chính mình ha. Thì ở trong video lần sau là mình sẽ giải thích cơ chế hoạt động như thế nào.